Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe Đạp An Tâm ạ. Ngày hôm nay thì bên nhà em lại tiếp tục quay trở lại để giới thiệu tới cho các bác hai mẫu xe đạp touring với phân khúc giá từ 10 triệu đồng trở lên, để cho các bác nào mà đang có nhu cầu muốn đổi xe này, muốn nâng cấp xe thì ở lại xem hết video của em ngày hôm nay nhé. Hai mẫu xe hứa hẹn là hai mẫu xe rất là mới của năm 2024, cấu hình cực cao và giá đang được công ty hỗ trợ rất là sâu đấy ạ. Và bản đầu tiên em giới thiệu tới cho các bác thì sẽ là mẫu Twitter Aurora. Con này thì em đang có tận 6 màu cơ, để các bác lựa chọn màu thoải mái giúp em. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên video cho các bác màu xanh lục bảo nhá. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết hơn cho các bác về cấu hình cũng như các chi tiết nhỏ nhất của xe, để bác nào đang quan tâm về em nó thì có thể là qua video của em dinh em nó về để có thể đồng hành với mình trên mọi chặng đường nhá. Đầu tiên, Twitter Aurora thì sẽ trang bị cho các bác thiết kế khung sườn này, fuộc đằng trước và cọc yên thì sẽ là carbon. Khung sườn của xe thì đã được sơn cho các bác những cái lớp sơn rất là cao cấp và cực kỳ bóng đẹp rồi các bác ạ. Đó, bản màu xanh lục bảo này thì sẽ kết hợp với tem sơn màu đen và viền phản quang nhé. Nhìn xe rất là đẹp và cực kỳ nổi bật luôn các bác ạ. Đó, con này nước sơn của xe rất là bóng rồi, sơn cho các bác những cái lớp sơn vô cùng cao cấp luôn, đảm bảo cái độ bóng này, độ bền màu cũng như là cái độ chống chảy xước cho xe thì rất là tốt rồi đấy ạ. Phía đằng trước khi các bác nhìn trực diện vào thì nó sẽ có logo Twitter phản quang rất là sáng và nó sẽ là điểm nhấn của phần đầu xe nhá. Và ngoài ra thì sẽ có thêm phần cổ được mạ titan 7 màu rất là sáng và cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Đó. Tất cả cái chi tiết của xe thì đều rất là hài hòa và cực kỳ đẹp luôn. Về phần cổ xe và phần tay lái thì cũng đều là nhôm chính hãng của Twitter. Thì cái bản này các bác nhìn vào thì dây của nó sẽ đi ở phía bên ngoài, nhưng mà nó sẽ rất là gọn, bởi vì ở phần cổ xe này nó sẽ thiết kế là một phần hộp nhôm rỗng, thế nên là dây nó sẽ đi hoàn toàn ở phía bên trong hộp như thế này. Để các bác nhìn vào xe nó sẽ gọn gàng và tinh tế hơn rất là nhiều. Phía đằng trước của xe thì nó đi dây ngoài, nhưng mà nó sẽ cực kỳ đẹp luôn. Khung sườn của xe thì đã được thiết kế theo dáng khí động học rồi nha các bác ơi. Con này thì bề ngang của ghi đông thì cực kỳ rộng luôn. Để bác nào mà cao thì đi xe thì vẫn sẽ đảm bảo cho các bác là cái độ thoáng cũng như là rất là vừa tay nhá. Thì cái phần ghi đông này thì nó cũng sẽ là nhôm đấy ạ. Bộ đè của xe thì sẽ sử dụng là bộ đè ấn xả. Với cái bộ đè này thì nó sẽ rất là dễ dàng sử dụng này, cũng như là rất là dễ nhớ và cực kỳ nhẹ luôn các bác ạ. Twitter Aurora là một phiên bản rất là mới của năm 2024, thế nên là nó đang rất là chú trọng đến cái sự trải nghiệm của khách hàng. Ở phần ghi đông đây thì đã có thêm một phần bọc mút da rất là mềm và cực kỳ bám tay luôn các bác ạ. Ở phần tay phanh đây thì đã có thêm một phần nhám cho các bác rồi nhá, rất là tinh tế luôn. Để khi các bác đi vào những ngày mùa hè có nóng bức, tay có bị ra mồ hôi thì khi các bác cầm nắm vào đây không bao giờ lo vấn đề bị trơn trượt nhá, rất là tinh tế đúng không các bác. Và phần phanh của xe cả trước và sau thì đều sử dụng bản phanh đĩa củ dầu Retropec. Cái bản phanh này thì cái độ nhả của phanh nó đã rất là tốt rồi, phanh rất là nhẹ, độ chính xác của phanh thì cực kỳ cao thôi các bác ạ. Đó, vành thì sẽ là vành nhôm cao 4 cm, hai lớp chính hãng của Retropec, và lốp thì Innova Pro, thông số lốp 700 × 25C. Với cái bản lốp 25C này thì hiện tại đang được các bác sử dụng rất là nhiều. Hai bên thì vẫn sẽ làm những cái gai nhỏ li ti để các bác đi khi vào ôm cua thì nó sẽ vẫn đảm bảo cái độ bám đường, vẫn đảm bảo cái độ êm, cái độ lướt cho các bác khi di chuyển trên đường nhé. Đó. Bánh trước và sau của xe thì đều sử dụng là trục tháo nhanh kết hợp với đùm nhôm Retropec và bi bạc đạn, thì cái độ trớn của xe thì không cần phải bàn tới rồi các bác ạ, quá nhẹ nhàng khi di chuyển luôn. Về bộ chuyển động chính của Twitter Aurora thì sẽ chạy bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007, bao gồm hai đĩa trước và 10 tầng líp thả phía đằng sau. Tay đè, gạt đĩa, gạt líp Shimano Tiagra 4007 nhá. Đùi đĩa nhôm Pro Wheel, sử dụng trục rỗng và kết hợp với bi trước, giữa và sau thì toàn bộ là bạc đạn rồi các bác ạ. Trang bị các bác một cái mẫu cấu hình rất là cao cấp rồi, với phân khúc giá chỉ ở tầm trung thôi, để cho các bác có thể tham khảo nhé. Con này thì phía đằng sau thì nó sẽ trang bị cho các bác là một bộ cối nổ rất là thích luôn. Bây giờ thì em sẽ quay thử cho các bác để các bác có thể cảm nhận được về độ nổ của đùm cũng như là về độ trớn của xe nha các bác. Xe chạy thì cực kỳ là nhẹ nhàng luôn các bác ơi. Em sẽ test thử phanh luôn nhé. Phanh thì vô cùng chính xác luôn rồi các bác ạ. Đó. Và hiện tại cái bản Twitter Aurora này thì em đang có tận 6 màu để cho các bác có thể lựa chọn nhé. Em đang lên đây là xanh lục bảo này. Ngoài ra thì sẽ có trắng, có bạc, có màu xám xi măng, màu đỏ. Đó, có rất là nhiều màu cho các bác để các bác có thể lựa chọn luôn nha. Phần cốt yên thì sẽ là cốt yên dạng dẹt và cũng sẽ là carbon. Yên xe bọc mút da rất là mềm, chính hãng Retropec rồi đấy ạ.
Và hiện tại thì em có duy nhất một size, đó chính là size 48. Nếu mà bác nào mà chưa biết chiều cao của mình có phù hợp với size của xe hay không thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em để được các bạn tư vấn viên hỗ trợ tư vấn cho các bác kỹ càng hơn về size số của xe nhé. Và chiếc Aurora thì hiện tại bên nhà em đang cập nhật được cho các bác với một mức giá quá là tốt luôn các bác ơi, 16 triệu đồng, miễn phí giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành trên cả nước, cũng như là sẽ tặng kèm cho các bác rất là nhiều phụ kiện xe và tặng kèm cho các bác là một giá để xe như các bác đang nhìn thấy trên video đây, để các bác có thể là về dựng xe này, bảo dưỡng xe và căn chỉnh xe một cách dễ dàng nhất nhé. Và bây giờ thì em sẽ qua mẫu xe Touring thứ hai với mức giá êm hơn và nó cũng sẽ là mẫu rất là mới của năm 2024 để cho các bác có nhiều sự lựa chọn hơn nữa nhé. Mẫu xe Touring thứ hai thì sẽ mang tên là Line TX600 nha các bác. Mẫu này là một mẫu vô cùng mới của năm 2024 và có rất là nhiều điểm đặc biệt. Và bây giờ các bác hãy ở lại cùng em để khám phá cái điều đặc biệt của cái bản Line TX600 này nhá. Đầu tiên thì Line TX600 thì sẽ trang bị cho các bác cấu hình với thiết kế full nhôm. Trọng lượng xe thì cực kỳ nhẹ luôn, đảm bảo cho các bác khi đi trên đường thì nó sẽ rất là nhẹ và cực kỳ lướt luôn nha. Bây giờ thì em sẽ quay gần hơn nữa để cho các bác có thể là trải nghiệm được về cái độ đặc biệt của xe nhá. Đầu tiên thì Line TX600 thì nó sẽ trang bị cho các bác là một cái phần cổ xe có thể là tăng giảm chiều cao theo cái sở thích của mình một cách rất là nhanh chóng mà không cần phải sử dụng đến những bộ nối cổ nhá. Đó, có hai con ốc lục lăng ở đây. Nếu các bác cảm thấy cái cổ xe này nó đang quá là thấp so với chiều cao của mình thì các bác có thể xoáy lỏng hai con ốc lục lăng này ra và nâng cao cái cổ xe của mình lên. Như đối với những cái bản xe khác mà nếu các bác khi muốn nâng cổ thì các bác phải cần sử dụng đến những bản nối cổ luôn đúng không ạ? Thì con Line TX600 này thì đã làm được điều đó, một điều rất là đặc biệt luôn. Và thiết kế xe thì sẽ toàn bộ là nhôm 6061, vô cùng cao cấp luôn các bác ơi. Em đang giới thiệu cho các bác đây thì sẽ là màu đen chì kết hợp với tem sơn màu đen và nước sơn của xe thì sẽ là nước sơn nhám. Nhìn xe thì cực kỳ khỏe khoắn và rất là thể thao luôn các bác ạ. Phần tay lái của xe thì nó cũng sẽ rất là rộng nhá, để các bác đi xe nó sẽ rất là thoáng này. Đó. Theo xe thì đã có sẵn thêm chuông, có phản quang trước và sau này. Phần ghi đông thì đã có thêm một phần nhựa mềm rồi để các bác có thể là tránh bị trơn trượt tay nhá. Bộ đè ấn xả này, quá là ok luôn đúng không ạ? Và cái điều đặc biệt thứ hai của Line TX600 thì nó sẽ nằm ở cái bộ Meyer đằng trước. Bộ Meyer bánh trước thì sẽ là Meyer Happy Soon. Và Meyer này thì sẽ là Meyer phát điện nha các bác. Đó, Meyer phát điện với 6V và 0,8W. Theo xe thì sẽ tặng kèm cho các bác là một chiếc đèn. Đó, chiếc đèn này thì khi Meyer trước nó hoạt động nó sẽ tạo ra điện thì đèn này nó sẽ sáng. Rất là tiện lợi luôn đúng không các bác? Các bác đi trời tối này sẽ rất là ok nhá. Máy phát điện. Và phanh trước và sau của xe thì sẽ đều sử dụng bản phanh đĩa dầu Shimano MT200. Bản phanh đĩa dầu này thì đã rất là nhẹ rồi, độ nhả của phanh rất là tốt và độ chính xác của phanh thì không cần phải bàn tới nữa rồi các bác ạ. Vành thì sẽ sử dụng bản vành nhôm và lốp CST. Thông số lốp thì sẽ là 700 nhân với 35C nha các bác. Xe rất là đẹp luôn. Với cái bản lốp này thì nó sẽ là một bản lốp ở tầm trung và gai lốp làm rất là ok, đường vân lốp làm rất là ok. Các bác đi sẽ rất là bám đường và sẽ rất là êm nhá. Càng trước của xe thì cũng sẽ là càng nhôm 6061 rồi đấy ạ. Bánh trước sau thì đều sử dụng là trục tháo nhanh kết hợp với toàn bộ bi bạc đạn luôn rồi. Chuyển ở phía đằng sau thì em sẽ đi sâu hơn cho các bác về bộ chuyển động chính của xe nhá. Về bộ chuyển động chính của xe thì sẽ trang bị cho các bác bao gồm là 3 tầng đĩa phía trước và 9 tầng líp thả phía đằng Shimano ở phía đằng sau. Đùi đĩa nhôm chính hãng Shimano. Gạt đĩa, gạt líp thì sẽ là Shimano Antus và bộ đè thì sẽ là Shimano Olivio. Trang bị cho các bác những hàng loạt những cấu hình vô cùng cao cấp và cực kỳ chuẩn chỉnh rồi các bác ạ. Xe quá đẹp luôn đúng không các bác? Và dòng này hiện tại thì em đang có cho các bác đây thì sẽ là size 46, dòng đứng 46 và dòng ngang là 54 nha các bác ơi. Cốt yên thì sẽ là cốt yên dạng tròn và có trục chỉnh yên nhanh để các bác có thể điều chỉnh độ cao thấp của yên nhanh chóng hơn. Yên xe để sẽ là yên xe chính hãng của hãng Line, bọc mút da rất là mềm, có khe thoáng khí ở giữa cho các bác luôn này. Bản này thì nó sẽ trang bị cho các bác đùm sau là đùm nhôm Solon. Các bác có thể quan sát kỹ hơn về các chi tiết nhỏ của xe nhé. Trang bị cho các bác một chiếc chân trống rất là to, rất là khỏe luôn đấy ạ. Và rất là hợp với dáng xe luôn nha các bác. Bản này thì hiện tại thì bên nhà em đang cập nhật được cho các bác là đủ bảng màu, bao gồm là 4 màu để cho các bác có thể lựa chọn nhé. Màu em đang lên đây là màu đen chì đấy ạ. Và dòng này hiện tại đang được công ty trợ giá tặng người dùng lên tới 1 triệu đồng. Bản này hiện tại thì các bác cập nhật được với mức giá rất là tốt, 9.990.000 đồng. Khi các bác mua xe tại đại lý xe đạp An Tâm thì sẽ luôn luôn là được miễn phí giao hàng, cũng như là sẽ tặng kèm theo rất là nhiều phụ kiện, cũng như là quà tặng kèm theo xe nha các bác.
Đó. Bác nào mà đang quan tâm về hai mẫu xe ngày hôm nay em đã giới thiệu đây thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em theo số em để ở bên tiêu đề hoặc là trên màn hình video để được các bạn bên em hỗ trợ tư vấn và lên đơn nhé. Bác nào lần đầu vào kênh của em chưa follow kênh thì nhớ cho em xin một lượt follow kênh và đừng quên ấn vào chuông để nhận được thông báo mới nhất về các video của bên nhà em đăng tải nhé. Cảm ơn các bác ngày hôm nay đã xem hết video của em. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau ạ.